Hello, my baby boo. Các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng để nhún nhảy theo những trend nóng hổi nhất, làm bùng nổ cả TikTok chưa nào? Những điệu nhạc đốt cháy sân khấu, những gương mặt quen thuộc ú ùa sau mỗi thử thách. Let's dance! Nhân vật đầu tiên là ai mà dũng cảm mở màn sàn nhảy thế này? Đỉnh của đỉnh, đó là chị Sô trong Thỏ Bảy Màu. Khả năng phán đoán của bạn đúng là số 1, cứ như cái cách chị Sô nhảy vậy. Để bạn bùng xóa tài năng, làm chủ sân khấu, mình sẽ giúp bạn tỏa sáng bằng thử thách tiếp theo này nhé. Bạn có thể ghi nhớ màu tóc của mỗi idol và lật mở nó sau mỗi ô không nhỉ? Được của nó, bạn cũng nhớ dai đấy chứ. Nếu như có đáp án rồi thì nhanh tay comment xuống bên dưới nhé. Dĩ nhiên những comment sớm nhất sẽ là comment nổi bật nhất rồi. Nhân vật tiếp theo, bạn mà đoán trúng thì không khác gì ngôi sao mạng xã hội luôn. Ê, có mà ai đang nhảy réo thế này? Uầy, dẻo như người cao su, chỉ có thể là ếch xanh hài hước mà thôi. Ở phiên bản trưởng thành có khác, cứ như idol của thế giới động vật ý. Bây giờ nếu như bạn đang có một ước ao trở thành idol top top mà chưa tự tin cho lắm thì gặp nhân vật bí ẩn này ngay. Anh ấy sẽ tiếp thêm động lực cho bạn. Và anh ấy là ai? Hanbin Ngô Ngọc Hưng, người Việt gốc cây nhưng lại làm idol K-pop, sẽ chỉ cho bạn biết cách tỏa sáng. Nhảy lên nào, cháy lên nào. Với khả năng phán đoán như tiên tri đó của bạn thì chắc thử thách khó tiếp theo này cũng không làm khó được bạn đâu nhỉ. Ai đang ẩn sau giai điệu bánh cuốn này thế? Ôi xùi ôi, bạn đúng là người có giác quan thứ 6. Còn ai vào đây ngoài chị mèo Simi, phiên bản hoạt hình cute nữa? Để sóng sánh với chị mèo Simi thì thường sẽ có ai bên cạnh? Sammy Đào. Nhạc hay lại quẩy dẻo thế này, tương lai làm idol nổi tiếng lắm đây. Thử thách tiếp theo vô cùng bánh cuốn đấy nhé. Bạn sẽ có cơ hội gặp mặt tất cả những idol này. Và nhiệm vụ là tìm mỗi mèo Simi thôi. Mèo Simi ở ô số 6. Bạn có trí nhớ đúng đỉnh mà nảy số cũng quá nhanh nữa. Đúng là chẳng có gì làm khó được bạn. Cơ mà ôi mẹ ơi, cái này mà không xem thì mới gọi là tiếc nửa đời thanh xuân đây này. Một nhân vật bí ẩn đang cực kỳ hot trên cả TV lẫn TikTok luôn. Đông vui quá nhờ. Họp lớp à? Mấy con lợn nhựa? Bạn lờ mờ nghĩ ra là ai chưa? Đông vui quá nhờ. Họp lớp à? Mấy con lợn nhựa? Đúng là hết nước chấm. Nào, cùng nhảy với Khương Liêu Bản Mộc để tạo ra những vũ điệu triệu view nhé. Anh ấy chính là diễn viên đang đóng phim độc đạo trên VTV các bạn ơi. Vào năm 2020, khi bạn chưa biết TikTok là cái gì, thì idol này đã tập tành đu trend cực kỳ cháy rồi. Like July, around,
gương mặt đó là ai nhỉ? Tuy không phải cháy bằng lửa đâu, nhưng vẫn cứ là khét len lẹt. Idol TikToker Đỗ Đạt đây rồi. Từ khi lấy vợ có con, chẳng thấy anh Đỗ Đạt nhảy phát nào nữa. Ai mạnh dạn, thử thách anh ấy nhảy tiếp đi. Nếu như một oppa vàng trong làng YouTube và TikTok quẩy emote Free Fire ngoài đời thực, nhìn sẽ như thế nào? Bạn sẽ không tưởng tượng nổi cho đến khi... Cháy quá cháy! Oppa đó, bạn đoán là ai? Bùng nổ và đỉnh nóc kịch trần sân khấu đúng nghĩa nè! Oppa Huy Idol! Không hổ danh xuất thân từ một dancer, anh ấy nhảy phát nào là khiến fan dính phát đó. Thêm vào trong danh sách ngày hôm nay là một nhân vật mới toanh, chưa từng quẩy trên nhanh trí một lần nào nhưng lại đang rất hot đấy. Bạn có thể đoán ra là ai không? Vâng, Gu Công! Một nhân vật từ trong game đang hot đình đám bước ra cuộc thi sàn nhảy ngày hôm nay cũng chất phết đấy chứ đùa. Này, nhanh trí hỏi thật nhá, sao mà bạn cứ như là tiên tri? Ai bạn cũng đoán ra được hết thế. Đã thế thì nhân vật tiếp theo đeo mặt nạ luôn cho khó đoán cái coi. Em muốn sao kê á? Tất cả đứng im, nghe sau câu đó tự nhiên em đứng tim. Rõ ràng hôm qua vừa chuyển 500 triệu mà... Đùa thế thôi, chứ ai mà chẳng biết. Đây là TikToker cá hề biết nhảy. Em muốn sao kê á? Tất cả đứng im, nghe sau câu đó tự nhiên em đứng tim. Rõ ràng hôm qua vừa chuyển 500 triệu mà... Cái tên nghe cũng hay ghê ha. Bộ đồ quen thuộc màu xanh bên ngoài chỉ là vỏ bọc thôi, chứ gương mặt bên trong cũng da gì và này nọ lắm đấy. Không chỉ cá hề mà trong làng Tóc Tóc còn có một nhân vật hay giấu mặt như thế nữa cơ. Nhảy cũng quả réo không kém. Quỳnh Bay. Bạn sẽ bình chọn cho ai nhảy đẹp hơn? Ai mà thấy cá hề nhảy bánh cuốn hơn thì một like, một share nhé. Còn nếu thấy Quỳnh Bay mãi đỉnh thì một subscribe. Còn rất nhiều điểm bất thường hơn nữa trong video ngày hôm nay. Bạn có thể phát hiện ra được hay không thôi. Đấy đấy, bởi vậy mới nói bạn đoán ra được đây là ai nữa không? Ôi trời, đừng để ba mẹ bỉm sữa phải ra tay, Chen cũng phải say ra cám thôi. Dáng dấp của bà mẹ bỉm sữa VV hóa ra nóng bỏng như cỡ này, bạn cỡ nào? Có bạn nào ở đây biết chị VV vừa đu Chen tên là gì không? Đi đâu TikTok mấy ngày nay cũng gặp luôn ý. Đó chính là chiếc trend tắt đèn khoe dáng hay còn gọi là vẻ đẹp bóng tối. Bởi vậy, không để bị bỏ rơi thì còn rất nhiều hot TikToker khác cũng đang dần dần bắt trend. Trong đó có Xin. Nhưng mà các bạn ơi, Xin lần này no lạ lắm. Ủa, vậy là đu trend giữ chưa hả Xin ơi? Tiếp theo là một chiếc trend của hội học sinh thể hiện lòng yêu nước đang hot ngang ngửa tắt đèn khoe dáng trên TikTok cô. Ai là người chơi TikTok yêu nước chắc chắn phải biết đến. Đó là trend thứ nhất. Trend thứ hai. Hay là trend thứ ba. Yeah.
luôn. Đây mới đúng nghĩa là nhà cổ đánh đổ dân chơi đây nè. Thế hệ học sinh, thế hệ trẻ Việt Nam yêu nước cỡ này thì kẻ thù nào mà không đánh thắng, khó khăn nào mà không vượt qua được cơ chứ? Phải không nào anh em? Bão like ngay để xác nhận cái sự đoàn kết của chúng mình đi nào. Đây không phải là chùm cuối mà là chùm của chùm cuối. Edit đâu, lên nhạc. Nhịp điệu cha cha cha. Nhưng mà đấy là ai nhỉ? Thực sự là phải rất nhạy bén trong việc nắm bắt thông tin thì mới biết đến người này. Cô Phương Hằng. Nhịp điệu cha cha cha. Vừa qua, chính bà là người đã ủng hộ 20 tỷ Việt Nam đồng vào Quỹ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giúp đỡ người dân khó khăn và vùng bão lũ sau màn tái xuất đính đám của mình đó. Đúng là người phụ nữ 10 điểm, không có nhưng. Nhân vật bí ẩn chuẩn bị xuất hiện tiếp theo là một chị đẹp. Nghe nói dạo này thăng hạng nhan sắc dữ lắm. Quý lắm thì nhanh chí mới tiết lộ đấy nhá. Hi hi, bạn biết là ai không? Ai mà tin nổi, đây là Thị Nhung, bà mẹ bỉm sữa hai con rồi cơ chứ. Vẫn keo lắm chị Nhung ơi. Bây giờ thì giúp chị Nhung tìm em bé khoai tây với. Đúng là tuổi trẻ tài cao, bữa nay còn chơi ú à với cả mẹ nó cơ đấy. Nào, giờ thì khoai tây đang ở trong ô tô số mấy? À, khoai tây ở ô số 2 kìa. Yeah! Bạn cũng nhìn ra giống nhanh chí chứ. Mình không ngờ bạn lại nhạy bén đến như thế. Hi hi, chuẩn bị nghe đến giọng ca chấn động không kém đi kìa. Nhà ở đâu thế, ông bé ơi? Em chưa follow anh mà em đòi xin ấn tư của anh. Đó là giọng của ai, bạn phát hiện ra nổi không? Đáng chúng thì đúng là fan siêu trí nhớ. Anh nhà ở đâu thế, ông bé ơi? Em chưa follow anh mà em đòi xin ấn tư của anh. Anh nhà ở đâu thế? Phiên bản anh Hiếu gãy tivi mà. Anh ấy hát trong tập Máy hút nỗi buồn, Đại học du ký phần 289 của nhà gãy tivi đó. Mặc kệ cả thế giới ngoài kia đang đu trend tắt đèn đọ dáng này nọ, thì idol tiếp theo này đã bỏ xa họ cả km rồi. Bạn đoán được là ai không? Không hổ danh là nữ hoàng TikTok, Đào Lê Phương Hoa. Người điểm thần thái không có nhưng, đây là video trend mới nhất của chị ấy đấy. Bạn muốn tương lai là một YouTuber thành công như ai đó, thì nên xin vía người đang nhảy bí ẩn này ngay. Đoán được là ai không? Sời sời, tiết lộ đến như thế rồi mà còn không đoán ra được nữa thì nói chuyện gì? Quẩy lên cùng Mr. Beast anh em ơi! Đến giờ thì còn mỗi vài nhân vật bí ẩn, không biết người lên sóng tiếp theo sẽ là ai nhỉ? Ái chà chà, cũng đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới đây chứ. Trở lại đúng lúc lắm người anh em, búp bê Squid Game. Nhân vật bí ẩn tiếp theo là nhân vật nào? Hổ danh là chủng cuối, cứ bí bí, ẩn ẩn từ nãy đến giờ. Chui ra đi SCP-173. Đến cả quái vật SCP giờ còn phải đua trend các bạn ạ. Bạn còn ngồi đó làm cái gì? Đứng dậy quẩy lên đi nào.